Sáng nay, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ lừa đảo 4.000 tỷ đồng của Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, bước sang phần tranh luận lại giữa đại diện viện kiểm soát giữ chức quyền công tố tại tòa với các luật sư. Theo đại diện viện kiểm soát, toàn bộ số tiền của 5 công ty gồm Toàn Cầu, Hưng Yên, An Lộc, Phương Đông và SBBS đều đã được gửi vào tài khoản của Vietinbank và đã được hạch toán đầy đủ. Vì vậy, việc quản lý tiền gửi là trách nhiệm của ngân hàng. Bị cáo Huyền Như không thể lấy được tiền nếu không có sự tách chấp trong quản lý của Vietinbank. Trong trường hợp này, Vietinbank đã bị chính Huyền Như lừa, chiếm đoạt tiền và bị cáo này phải chịu trách nhiệm với Vietinbank. Nhưng Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền hơn 1.058 tỷ đồng cho 5 đơn vị đã gửi tiền vào ngân hàng này và bị Huyền Như chiếm đoạt. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm soát cũng cho rằng việc các ngân hàng ACB và Navibank ủy quyền cho nhân viên gửi tiền vào Vietinbank để hưởng lãi suất cao là trái quy định của pháp luật. Vì vậy, Vietinbank không có trách nhiệm bồi thường cho ACB và Navibank đối với số tiền đã bị Huyền Như chiếm đoạt.